Hello, xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và hôm nay mình làm video để chia sẻ cho các bạn đó là chúng ta sẽ cài một cái bộ chuyển đổi ngôn ngữ tích hợp vào trong cái website của mình với cái giao diện là Lexsum. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách cài đặt như sau. Như các bạn xem hiện tại là ngôn ngữ tiếng Việt và chúng ta sẽ chuyển đổi ngôn ngữ tiếng Anh và những ngôn ngữ khác. Và các bạn sẽ làm như sau. Bây giờ mình sẽ vào trong cái phần dashboard và các bạn sẽ cài đặt một cái login mới. Ở đây các bạn sẽ chọn vào cho mình cái login, phần login và các bạn chọn cho mình là add new. Rồi sau khi các bạn chọn phần add new này thì các bạn sẽ thấy có rất là nhiều login, nhưng chúng ta tìm kiếm với cái login là Google. Các bạn tìm với cái login là Google Chandler. Ở đây các bạn sẽ chọn cho mình cái login này. Và các bạn chọn Install Now. Các bạn cài đặt nó vào trong cái theme là Lexsum của mình. Và sau khi các bạn đã cài đặt thì các bạn chọn vào chưa Active. Rồi, sau khi các bạn chọn vào phần Active rồi, thì các bạn sẽ chọn cho mình phần là Setting. Các bạn sẽ thấy là Google Language ở đây. Ở đây có rất là nhiều ngôn ngữ, có rất là nhiều ngôn ngữ, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là hiện tại là chúng ta đã cài đặt vào thì chúng ta đã có cái phần là Chandler ở đây. Các bạn nhìn thấy là ngôn ngữ tiếng Anh ở đây, và chúng ta sẽ cài đặt ở bên trong đây như sau. Ở đây các bạn muốn chuyển đổi ngôn ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc tiếng Việt sang tiếng Anh thì các bạn sẽ chọn cách như sau. Ở đây thì các bạn nhìn thấy có rất là nhiều ngôn ngữ. Ở đây là ngôn ngữ tiếng Anh. Bây giờ mình sẽ chọn ngôn ngữ tiếng Việt và ngôn ngữ tiếng Thái, hoặc là các bạn chọn ngôn ngữ tiếng Nhật. Rồi, sau khi các bạn chọn vào đây rồi thì các bạn chọn vào đây. Cho mình ví dụ như các bạn muốn chọn là tiếng Việt mặc định thì các bạn chọn vào. Rồi ok, sau khi các bạn chọn vào thì các bạn sẽ lưu nó lại, các bạn save. Rồi, các bạn sẽ refresh cái website của mình lại. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là bên đây nó sẽ có cái chỗ là Chandler, nó nằm ở bên đây và các bạn chọn vào đây thì đây là cái ngôn ngữ. Bây giờ mình sẽ chọn vào ngôn ngữ là tiếng Nhật, Japan. Đó. Là website của chúng ta đã chuyển đổi toàn bộ về ngôn ngữ của tiếng Nhật ở đây. Hoặc các bạn có thể chuyển đổi ngôn ngữ tiếng Anh. Các bạn chọn vào đây. Ở đây thì các bạn nhìn thấy chúng ta đã chuyển đổi vào ngôn ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc tiếng Anh sang tiếng Việt. Các bạn chọn tiếng Việt. Ở đây các bạn chọn tiếng Thái Lan thì các bạn chọn vào đây. Thì nó sẽ dịch website của chúng ta sang tiếng Thái ở đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn lại là tiếng Việt ở đây và chúng ta sẽ chọn lại là tiếng Anh. Ok, như vậy là các bạn đã cài đặt xong cái bộ ngôn ngữ chuyển đổi của Google. Và các bạn nhìn thấy ở trên cái thanh taskbar ở trên đây nó có hiển thị những cái dòng như thế này để chúng ta tùy chọn. Bây giờ các bạn không muốn cho xuất hiện ở đây thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn về chỗ dashboard và các bạn sẽ tắt đi. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy ở chỗ và những cái phần như sau, các bạn tắt nó đi. Có cần cho cái thanh tin ba này nó xuất hiện hay không? Các bạn chọn là no. Rồi, sau khi các bạn chọn no thì các bạn sẽ save lại và các bạn ra ngoài trang website chính của mình và các bạn refresh nó lại thì cái dòng ở trên đây, ở trên thanh toolbar ở đây nó sẽ mất đi. Đó, thì các bạn sẽ thấy là thanh toolbar trên đây nó đã mất. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng là phần này Chandler để các bạn dịch lại. Các bạn chọn vào đây. Đó, thì các bạn sẽ thấy website của chúng ta nó chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Anh ở đây. Bây giờ ví dụ như các bạn chọn một cái sản phẩm như thế này
và các bạn dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Các bạn chọn vào đây, các bạn chọn vào đây và các bạn dịch. Rồi ok, như vậy là nó đã dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Hoặc các bạn chọn dịch sang ngôn ngữ của tiếng Nhật. Ở đây. Đó, thì nó đã dịch sang ngôn ngữ của tiếng Nhật. Và các bạn muốn cho ngôn ngữ tiếng Thái thì nó sẽ dịch sang ngôn ngữ tiếng Thái. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn, đó là chúng ta sẽ cài trên cái website của chúng ta, đó là cài đặt một cái con ở trên website. Các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ về cái website của mình. Các bạn sẽ về cái website và các bạn sẽ cài đặt cho mình cái phần login. Các bạn chọn Add Now. Rồi, các bạn tìm với cái login là con nào. Rồi, ở đây các bạn có thể cài đặt một số cái plugin. Ở đây có rất là nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cài đặt phần là ConNow Button ở đây. Hoặc các bạn có thể cài WishCon Button. Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn là ở chúng ta sẽ cài đặt phần là WishCon Button. Các bạn sẽ chọn vào đây, chọn Install Now. Sau đó các bạn cài đặt. Rồi, sau khi các bạn cài đặt xong rồi, các bạn chọn cho mình là Active. Rồi, sau khi các bạn đã Active xong, các bạn về cái trang chủ của mình và các bạn xem là hiện tại website của chúng ta chưa có cái biểu tượng của cái nút con. Rồi, bây giờ các bạn sẽ chuyển lại ngôn ngữ là tiếng Anh. Ok. Rồi, các bạn sẽ cài đặt nút con như sau. Các bạn sẽ chọn vào cho mình là With Con Button. Rồi, ở đây các bạn thêm số phone cho mình. Ở đây, ví dụ các bạn thêm vào đây số phone là 0973162749. Rồi, sau khi các bạn đã thêm vào đây số phone rồi, các bạn sẽ chọn là Save Change. Ok, và bây giờ các bạn sẽ refresh nó lại. Và các bạn xem. Đây, các bạn đã thấy được là trên cái website của chúng ta với cái giao diện của cái smartphone thì các bạn sẽ thấy có call button ở đây. Rồi, bây giờ các bạn muốn đặt cái vị trí call button này nó nằm ở dưới góc này thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ cài đặt thông số là 80. Vị trí là 80. Và các bạn chọn save và các bạn sẽ refresh nó lại. Rồi, sau khi các bạn refresh lại xong rồi, các bạn sẽ stop nó thì các bạn sẽ nhìn thấy cái nút call now ở đây. Và như vậy là chúng ta đã cài đặt được hai cái phần. Thứ nhất đó là chúng ta cài đặt cái phần là language, là ngôn ngữ. Chúng ta đã cài chuyển đổi ngôn ngữ là Chandler, language của Google, tích hợp vào trong cái website lesson của chúng ta. Và chúng ta đã cài thêm, đó chính là cái số điện thoại con ở trên cái website của chúng ta, đó là Lesson. Rồi, các bạn nhìn thấy là chúng ta đã thay đổi được ngôn ngữ bằng chuyển đổi của Google. Và bây giờ thì mình sẽ tắt nó đi. Và như vậy, video hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách chúng ta cài đặt chuyển đổi ngôn ngữ của Google vào trong cái website của chúng ta. Và bây giờ, video hôm nay đến đây là hết. Các bạn xem video của mình hữu ích, các bạn hãy đăng ký và share cho nhiều người cùng xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thành công.